Xôm ạ nó nhạt, cổ rộp châm lược xua bốc máy bóng bảo ổn nâng bệnh mất tiếng ổn khả Vì xe, nè dù chết bệnh trái vị trí Vô tự lập bằng cam channel bệnh nhạc officer chết thầm mây Nó khả nông video thầm mây Bên đi, cổ rộp hôn vô cổ bàn tìm khu lôn chế sạch Nó khả nông ca bảo cách chênh Nếu smartphone chúng năng thầm mây rộp bỏ một đèo Poco X4 Pro nụ Cứ smartphone một đèo Poco X5 Pro Smartphone này Ai đang bằng hành luôn nợ bật tế ẩn điên nợ trong khai mạc ra này hời Khánh nạ đã thầm mây này Có miên bó là miên Làm ớt chứ chứ lần Ông bí cá bay thức lê rồi bỏ smartphone X5 Pro Smartphone chúng năng thầm mây Poco X5 Pro này Trước bàn kê khơi thả Bàn bằng hành luôn nợ lờ NBT nâng EEC rụi hơi phong đề Nếu không bình chi NBTC vậy Có bán bằng hành chứ mua Rồi bỏ smartphone Poco X5 Pro này phong đề Smartphone Poco X5 Pro Ai nâng một đề thầm mây mùi Đề bán rebrand Rồi bỏ smartphone Redmi Note 12 Pro Speed Edition Đề tập tên bằng hành luôn nâng bật tế chân Smartphone Poco X5 Pro Ai đang miên ekran tầm hôm កម្រិត Full HD Plus និង មាន កញ្ចក់ OLED ហើយ នឹង អាច បង្ហាញ ចេញ បាន ជាមួយ នឹង កម្រិត ភាព ច្បាស់ 18x2400 pixel ជាមួយ នឹង Adaptive Refresh Rate 120Hz Smartphone នេះ មាន បន្ទះ chip Qualcomm Snapdragon 778G SoC និង RAM ទំហំ 12GB និង អង្គ ចងចាំ 256GB Smartphone này Ai miễn tham mà bố thông mô tầm hôm 5.000mAh Nâng bạch chạy với chia sạc cầm lắng 67W phát charging Smartphone này Miễn camera kháng mộc tầm hôm 16MB Nâng camera kháng cỡ 7 crop Đại miễn tầm hôm 17MP 8MP Ultra Wideband Nâng 2MP Macro